Theo thỏa thuận, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản, hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam Trung Quốc, thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện, bản quyền, xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên môn cho nhau, hình thành cơ chế dịch vụ cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng và chính phủ hai nước Việt Nam Trung Quốc giao phó. Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện tập 2. Lễ ký kết được tổ chức thành công, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật Việt Nam và nhà xuất bản nhân dân Trung Quốc trong tình hình mới.